chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, y tế cơ sở là tuyến y tế gần dân nhất, là nơi trực tiếp thực hiện các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu và triển khai các chương trình mục tiêu về y tế, khám chữa bệnh cho người dân, nhất là ở các khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, những khu vực điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn. Dù vậy, y tế ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng và cơ sở vật chất. Đây đang là một trong những rào cản lớn để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào dân tộc thiểu số và cũng là khó khăn trong hoàn thành tiêu chí về y tế của Bộ Tiêu chí Xây dựng Nông thôn mới. Đây cũng là nội dung trong phóng sự Xã Thượng Thôn khó khăn khi thực hiện tiêu chí về y tế trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là phóng sự Phụ nữ ngành y nỗ lực tròn gánh hai vai với những chia sẻ từ các nữ y bác sĩ nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Và ngay bây giờ, như thường lệ, mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về hoạt động công tác dân tộc. Sau đây là nội dung chi tiết. Dự án tuyến cao tốc Bắc Cạn Cao Bằng được đề xuất đầu tư xây dựng sẽ phát huy tối đa nguồn lực đã đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến cao tốc, đảm bảo đồng bộ, tránh gián đoạn, thúc đẩy sự liên kết vùng, phát triển kinh tế xã hội các tỉnh có tuyến đường đi qua và khu vực miền núi phía Bắc. Đồng thời góp phần bảo vệ vùng chiến lược trọng yếu về quốc phòng an ninh. Tại buổi làm việc gần đây của lãnh đạo hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn đã thảo luận thống nhất xây dựng tờ trình, kiến nghị Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ ủng hộ chủ trương đầu tư và bố trí vốn thực hiện dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc từ thành phố Bắc Cạn đến thành phố Cao Bằng trong giai đoạn 2021-2025. Dự kiến về quy mô tuyến cao tốc thuộc dự án nhóm A, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 14.100 tỷ đồng từ vốn vay ODA. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2027. Về sơ bộ phương án tuyến, điểm đầu từ km 0+00 nối với điểm cuối của tuyến cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn. Điểm cuối dự kiến km 90+00 tại ngã ba dốc Công an tỉnh Cao Bằng. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 90 km. Trong đó, đoạn thuộc địa phận tỉnh Bắc Cạn khoảng 60,5 km, Cao Bằng khoảng 29,5 km. Ủy ban Nhân dân huyện Hòa An vừa tổ chức lớp tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và tổng rà soát giai đoạn 2022-2025 cho các thành viên ban chỉ đạo rà soát cấp huyện, lãnh đạo chủ chốt 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những nội dung chủ yếu của quyết định số 24 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, giải đáp những thắc mắc của các địa phương về chuẩn nghèo, quy trình phương pháp rà soát phân loại, qua đó là cơ sở giúp các địa phương triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Năm 2020, Trung tâm Khuyến nông và Giống Nông Lâm nghiệp tỉnh đã triển khai mô hình sản xuất cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Minh Tâm và Hoa Thám với diện tích 5 ha. Mô hình được hỗ trợ cây giống phân bón cho các hộ. Kết quả cây sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Tại hội nghị, người dân được hướng dẫn quy trình, thủ tục xây dựng thương hiệu, tem nhãn cho sản phẩm cây dược liệu, giúp cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông sản thay đổi nhận thức về giống cây đạt tiêu chuẩn, đồng thời nâng cao uy tín, chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Việc xây dựng thương hiệu sẽ phát huy tiềm năng lợi thế của cây dược liệu, thúc đẩy sản xuất theo hướng nâng cao giá trị, gia tăng và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thì tiêu chí 15 là tiêu chí về y tế, giữ vai trò quan trọng, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện tiêu chí này đang gặp không ít khó khăn tại xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, khi cơ sở hạ tầng trạm y tế chưa đảm bảo, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao và tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. Thượng Thôn là xã trung tâm của vùng lục khu huyện Hà Quảng, có vị trí địa lý tương đối thuận lợi, có đường quốc lộ 210 đi qua, có đường liên xã được đầu tư trải nhựa, tạo điều kiện giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội.
sau khi sáp nhập hai xã Vần Dính cũ và Thượng Thôn cũ thành xã Thượng Thôn. Hiện nay, xã có 15 xóm, 825 hộ trên 4.000 nhân khẩu với 4 dân tộc Nùng, Mông, Giao, Kinh cùng chung sống. Tổng số tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 theo quyết định 618 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đạt 7 tiêu chí, bao gồm thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại, thông tin và truyền thông, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, quốc phòng và an ninh. Trong năm 2021, xã phấn đấu đạt 2 tiêu chí là tiêu chí về y tế và tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Do sáp nhập nên bà con nhân dân xã cũng gặp không ít khó khăn. Hai đơn vị hành chính là xã Vần Dính cũ và xã Thượng Thôn cũ thì sáp nhập và bây giờ là thành xã Thượng Thôn mới. Thì là sau cái tinh thần sáp nhập về cái chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới thì có phần khó khăn hạn chế nhất định, như là bà con nhân dân ở bên Vần Dính cũ thì đi lại khó khăn vất vả, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân để thực hiện cái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có phần hạn chế về cái nội dung xây dựng chương trình nông thôn mới. Về cái hay thực hiện hai nội dung hoàn thành trong năm 2021, trong quá trình triển khai và thực hiện thì về cái tiêu chí điện với quốc gia thì cũng là cơ bản là cũng đã hoàn thành, và về cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế thì cũng đã được các nhà đầu tư khảo sát để đến khảo sát và tiến tới sẽ nâng cấp và sửa chữa thêm. Trong hai tiêu chí mà xã Thượng Thôn phấn đấu hoàn thành trong năm 2021 thì tiêu chí về y tế là khó thực hiện hơn cả. Khi sáp nhập xã, số hộ tăng lên, kéo theo đó là áp lực về cơ sở hạ tầng y tế chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh tại địa phương cho bà con. Tình trạng trạm y tế xã xuống cấp về cơ sở vật chất và thiếu trang thiết bị cũng là một trong những rào cản khiến xã Thượng Thôn khó hoàn thành tiêu chí về y tế. Vì theo tiêu chuẩn thì trạm y tế xã được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở và tiêu chuẩn ngành, đảm bảo đủ số lượng và diện tích của các phòng để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, thực tế trạm y tế xã Thượng Thôn hiện nay chỉ có 5 phòng làm việc. Các phòng hiện đang phải sắp xếp làm việc ghép với nhau để đảm bảo tiến độ công việc. Nếu đạt chuẩn thì phải có từ 9 đến 10 phòng làm việc. Hiện nay, trạm còn thiếu phòng điều trị, phòng tiêm, phòng khám, phòng tư vấn. Trạm y tế xã Thượng Thôn thì địa bàn xã rất rộng, làm chiều vào gần 44,9 km vuông. Trên địa bàn thì dân nó sống rải rác, dân cư sống rải rác, không tập trung. Nên là về cái góc độ y tế thì đối với dân thì dân trí người ta còn thấp, mà cơ sở hạ tầng của trạm y tế xã thì cũng xuống cấp. Dân đến đây, dân cũng mong muốn là được điều trị ở tại địa bàn xã các thứ để mà thuận tiện cho dân trong góc độ là chi tiêu sinh hoạt về đưa đón, nhưng mà khi mà người dân đến với trạm ấy thì cũng rất là khó khăn, thậm chí là tất cả các phòng thì nó cũng đã xuống cấp và cũng không đảm bảo về phô khuẩn của y tế nữa, thì dân người ta cũng có một cái trở ngại. Thì qua các cuộc họp với theo ý kiến của dân thì cũng đề nghị lên là mong muốn là xã cũng phải có một cái trạm là mới để đảm bảo phục vụ cho nhân dân trên địa bàn xã. Thì vì các con trong cái thời kỳ dịch bệnh như hiện tại thì dân người ta cũng muốn là có nhiều cái dịch vụ, rồi là có cái nhiều cái chăm sóc sức khỏe cho người dân để đỡ đi lại xa, lên tuyến trên, tuyến huyện, tránh mắc những cái bệnh COVID như hiện tại. Nhưng mà dân cũng rất ai ngại về cái cơ sở vật chất tại trạm. Ngoài yếu tố về cơ sở vật chất thì để hoàn thành tiêu chí về y tế, xã Thượng Thôn còn gặp không ít khó khăn khi điều kiện phát triển kinh tế khó khăn, giao thông không thuận lợi, còn tồn tại một số phong tục tập quán lạc hậu khi mang thai và khi đẻ trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ sinh và sinh con thứ ba cao, tỷ lệ khám thai từ 3 lần trở lên còn thấp. Tại các xã vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ đẻ tại nhà còn cao, tỷ lệ tiêm chủng thấp.
vấn đề vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế do lối sống, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, gia súc, gia cầm còn thả rông, chưa làm chuồng trại để chăn nuôi hoặc làm dưới gầm sàn nhà ở. Đó là những thách thức với việc hoàn thiện tiêu chí về y tế. Tỷ lệ sinh con thứ ba thì cũng do cái phong tục tập quán với là khu dân mà người ta còn hẻo lánh ấy, thì cũng còn là mang tính nặng nề phong tục tập quán là muốn có thêm con, có đông con để nói chung là có đầy đủ, có một số thì nó vướng là có con gái nhưng mà chưa có con trai, tức là ý là phải có, chỉ có sinh con một bề thôi, người ta là có muốn có đầy đủ thì mới đảm bảo, cho nên là tỷ lệ sinh con thì cũng rất đông và kết hợp với cái dân chỉ thấp thì người ta là sinh thêm con để có người làm việc. Cho nên công tác này thì y tế cũng đã đi vào cùng với các ban ngành ở xã ấy, thì cũng mở những cái cuộc họp tại xóm là tuyên truyền vận động cho mọi người dân hiểu và thường xuyên là đi xuống xóm tham dự các cuộc họp đối với dân, nói chuyện với dân về công tác sức khỏe, về kế hoạch hóa gia đình này. Giải quyết về cái công tác này trên địa bàn xã Thượng Thôn thì cũng không thể nào được một lúc mà cũng dần dần thì dân người ta mới nắm bắt được và người ta mới hiểu được. Chứ còn và vướng một cái nữa là cái về công tác tiêm chủng thì đối với những người dân vùng sâu vùng xa và đặc biệt nhất là dân tộc thiểu số, dân tộc Mông thì người ta quan điểm là người ta không có bệnh thì người ta không đến tiêm. Cho nên là cán bộ y tế cũng phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể là đi xuống tuyên truyền về cái công tác tiêm chủng này, lợi ích của việc tiêm chủng cho trẻ con. Và dần dần thì chắc là cũng phải hết năm nay và cũng sang năm nữa thì mới cái công tác này mới phổ rộng đến tất cả các thôn xóm được. Bởi vì địa bàn xóm là rất rộng. Trong thực hiện tiêu chí về y tế, ngoài trách nhiệm của ngành y tế, thì cấp ủy chính quyền địa phương có vai trò quan trọng. Bởi trong bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, có nhiều tiêu chí và chỉ tiêu trong các tiêu chí mang tính chất cộng đồng, cần có sự hưởng ứng của nhân dân và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương thì mới thực hiện được. Đơn cử như việc giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, thể cân nặng, tuổi. Tăng tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch vệ sinh môi trường. Thưa quý vị và các bạn, y tế là ngành đặc thù với tỷ lệ lao động nữ cao. Các nữ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế đã không ngừng cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn ra, biết bao nhiêu nữ chiến sĩ áo trắng đã cùng các đồng nghiệp hy sinh thầm lặng trên các mặt trận, bất kể ngày hay đêm, với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh, góp phần giữ vững tỉnh xanh, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và công việc gia đình. Với họ, hạnh phúc và mỉm cười là khi cứu được một mạng sống, lấy sự bình an của nhân dân làm niềm vui cho chính mình. Trong đoàn nhân lực số 1 của tỉnh Cao Bằng tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, có một cán bộ y tế với vóc dáng nhỏ bé nhưng gánh trách nhiệm nặng nề nhất. Đó là bác sĩ Lục Thị Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, trưởng đoàn nhân lực số 1, thực hiện hỗ trợ phòng chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến số 2 từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 5 tháng 10 năm 2021. Cùng với những bộ đồ bảo hộ được chuẩn bị sẵn sàng, hành trang vào tâm dịch của bác sĩ Hiệp cũng như cả đoàn nhân lực còn là một tinh thần vì cộng đồng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Thế nhưng, khi thực sự đặt chân tới thành phố Hồ Chí Minh và bước vào trận chiến với dịch COVID-19 thì mới thấu hiểu được sự khốc liệt nơi tâm dịch. Để rồi khi đã bình an tới Cao Bằng, những ngày tháng giành giật sự sống cho bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 2 thành phố Hồ Chí Minh vẫn hẳn trong ký ức của bác sĩ Lục Thị Hiệp và các thành viên trong đoàn. Khi mà nắm bắt cái tình hình dịch bệnh qua phương tiện thông tin đại chúng thì cái cảm xúc nó cũng rất khác. Khi thực sự là mình đã vào trong tâm dịch, là người tham gia và người chứng kiến những cái bệnh nhân, cái số lượng bệnh nhân vào càng ngày càng tăng, thì thấy là thực sự là mới hiểu hết được những cái khó khăn, những cái mất mát mà nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
đã phải chịu đựng. Thế thì cái ấn tượng ban đầu của tôi vào trong đấy thì trước tiên là được cái sự tiếp đón rất là nồng hậu của phía thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, rồi thành đoàn, đặc biệt là các đồng chí trong lãnh đạo Sở Y tế cũng như là lãnh đạo bệnh viện rất là trân trọng những cái tình cảm. Mặc dù là chúng tôi mới vào chưa biết chúng tôi đã làm được cái gì hay không, thế nhưng mà cái sự tiếp đón và cái sự tôn trọng của các trân trọng của các đồng chí ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì đã làm chúng tôi cảm thấy rất là ấm lòng. Và thực sự là trước cái sự tàn phá khốc liệt của dịch bệnh COVID-19, khi vào đến vào thành phố Hồ Chí Minh, đường vắng hoe, không có một bóng người, và trước những cái sự vất vả phải gồng mình của các anh chị ở tại bệnh viện dã chiến, tôi cảm thấy thực sự là để lại những cái cảm xúc rất là xót xa và cũng rất là khó quên. Kết thúc 2 tháng hỗ trợ phòng chống dịch, 32 y bác sĩ đoàn nhân lực số 1 trở về cùng hình ảnh của một Sài Gòn rất khác và nhiều cảm xúc, mà có lẽ là lần đầu tiên được trải qua khi khoác lên mình bộ blue trắng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận sự nỗ lực và tặng bằng khen cho tập thể đoàn nhân lực y tế số 1, tặng huy hiệu cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch. Một trong số đó là nữ trưởng đoàn bác sĩ Lục Thị Hiệp. Nhưng phần thưởng to lớn nhất là đoàn đã hỗ trợ chăm sóc điều trị cho hơn 1.600 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trở về đoàn tụ với gia đình. Hành trình trở về, điều mà các y bác sĩ trong đoàn cũng như nữ bác sĩ Lục Thị Hiệp đạt được lớn nhất, đó là kinh nghiệm phòng chống dịch đã có được từ 60 ngày thực hiện hỗ trợ giữa tâm dịch. Vâng, qua một thời gian công tác tại thành phố Hồ Chí Minh thì tôi cũng học hỏi được các anh chị về các phương pháp quản lý, điều hành, vận hành cái bệnh viện dã chiến như thế nào và những cái cách thức mà thực hiện vượt những cái qua những cái khó khăn ở trong cái điều kiện rất là khốc liệt, là bệnh dịch thì càng ngày càng tăng, mà với điều kiện phương tiện rất là hạn chế và nhân lực thì cũng không phải là thuộc chuyên ngành, nhưng các anh chị đã cùng nhau đoàn kết và thực hiện tốt được cái nhiệm vụ. Thì đấy là một trong những cái bài học kinh nghiệm giúp cho tôi trong công tác quản lý, điều hành và các hoạt động về phòng chống dịch, cũng như là những cái kinh nghiệm về phòng chống lây nhiễm. Thì các anh chị ở bệnh viện bệnh nhiệt đới là chủ đạo trong cái bộ khung lãnh đạo của bệnh viện, các anh chị rất là nhiều kinh nghiệm, cho nên tôi cũng học hỏi được khá là nhiều những cái kinh nghiệm thực tiễn để sau này về triển khai tại đơn vị, cũng như là tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế trong công tác phòng chống dịch tại tỉnh Cao Bằng. Áp lực và thử thách là vậy, nhưng ai đã từng khoác trên mình bộ trang phục blue trắng đều tự hào và ý thức rõ trách nhiệm của mình với cộng đồng, với người bệnh. Đặc biệt khi mang trên mình sứ mệnh đại diện cho một tỉnh biên giới xa xôi nơi phía Bắc Tổ quốc, nơi chưa xuất hiện dịch COVID-19, hỗ trợ cho miền Nam ruột thịt vào thời điểm đỉnh dịch với hàng chục nghìn ca mắc mỗi ngày, thì công việc lại càng áp lực, thử thách lại càng nhân đôi. Nhưng đằng sau mọi nỗ lực đó thì niềm vui, niềm tự hào cũng nhân lên gấp bội. Khi mà đứng về cái phía vai là người nhà của bệnh nhân ấy, thì mới cảm nhận được hết là người ta kỳ vọng vào đội ngũ y bác sĩ như thế nào, và chính đứng về cái ở cái vị trí đấy nên là tôi cũng xác định cho mình là mình đã thấy là mình lựa chọn nghề này, là nghề này thực sự là có ý nghĩa và thực sự là giúp ích được cho rất là nhiều người. Thế cho nên là tôi cũng chưa bao giờ là hối hận vì là mình đã chọn cái nghề này, và cũng cố gắng làm sao mà để cân bằng giữa cái công việc, giữa áp lực cái công việc, để trải qua sau những cái đêm trực thức trắng và phải cân não về những cái tính mạng, giành giật lại cái tính mạng cho người bệnh, thì với lại phía sau đấy thì lại là công việc về gia đình, về người vợ, người mẹ, thì làm sao để nó cân bằng, thì cũng cố gắng là tranh thủ hỗ trợ của người thân trong gia đình để làm sao mà thu xếp công việc, để có thời gian để nghỉ ngơi. Và trong công việc cũng như vậy,
thì những cái sự hỗ trợ của đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau đấy, tạo cho nhau được có những cái thời gian được nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe. Đấy là những cái mà việc chúng tôi thường xuyên phải làm để làm sao là cân bằng được cái giữa cái công việc và giữa những cái bộn bề trong cuộc sống, cũng như là có được cái thời gian để nghỉ ngơi, để coi như là giảm được cái áp lực, tái tạo được cái năng lượng để lại tiếp tục lại chiến đấu. Những ngày này tại Cao Bằng, hàng trăm y bác sĩ trong hệ thống ngành y tế toàn tỉnh để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine trên địa bàn toàn tỉnh. 22 giờ 30 tại điểm tiêm chủng xã Hoàng Tung, huyện Hòa An vẫn đang hoạt động, đồng nghĩa với việc những người mẹ, người vợ vẫn chưa được về với gia đình. Và rất nhiều điểm tiêm chủng khác trên toàn tỉnh cũng đang như vậy. Để hoàn thành mục tiêu đạt khoảng 70% dân số toàn tỉnh được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 vào cuối năm 2021. Ngành y tế là một ngành đặc thù, học dài nhất, thi điểm cao nhất, học suốt đời, với nhiều rủi ro nghề nghiệp và áp lực cao. Đặc biệt tại Cao Bằng, cán bộ nữ ngành y chiếm trên 70%. Các chị em chịu nhiều áp lực về tâm lý, phải trực đêm, thay đổi thói quen sinh hoạt của cả gia đình. Đặc biệt, luôn phải làm việc trong điều kiện môi trường độc hại, lây nhiễm, dịch bệnh và phải thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất, tia phóng xạ và trong điều kiện rất dễ lây nhiễm. Ngoài 8 giờ làm việc bình thường, các nữ cán bộ y tế còn phải trực chuyên môn vào ban đêm, trực ngoài giờ, trực ngày lễ, ngày Tết, ngày Chủ nhật để kịp thời cấp cứu bệnh nhân, phòng chống dịch bệnh, phục vụ người bệnh và rất nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác. Nhận thức rõ điều này, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng đã kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của người lao động, chỉ đạo các đơn vị nâng cao năng lực người lao động, luôn tạo điều kiện, đôn đốc, nhắc nhở người lao động thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ, tạo điều kiện để lao động nữ học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, đặc biệt nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu của y học. Đối với ngành y tế thì lực lượng nữ chiếm trên 70%. Do đó vì vậy thì chúng tôi cũng khẳng định rằng trong cái kết quả đạt được của ngành y tế thì có sự đóng góp rất là lớn của lực lượng nữ viên chức, người lao động của ngành y tế. Và trong cái thời gian vừa qua thì ngành y tế là luôn luôn thường xuyên tuyên truyền, vận động, quán triệt các văn bản chỉ đạo đến tất cả các hoạt động của ngành. Trong đó thì chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm là triển khai các nội dung hoạt động đối với vì sự tiến bộ của phụ nữ. Và trong cái quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện và chú trọng cái công tác đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ nữ ngày càng nâng cao về chất lượng, cơ cấu và số lượng. Và chúng tôi tạo mọi điều kiện cho nữ viên chức và người lao động của ngành y tế được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, kỹ năng, nghiệp vụ để nâng cao về trình độ chuyên môn cũng như là quản lý nhà nước của ngành y tế. Và cùng với công đoàn ngành y tế là vận động phụ nữ trong ngành y tế tham gia các phong trào hoạt động giỏi việc nước, đảm việc nhà để cho chị em phụ nữ là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao, đồng thời là thực hiện tốt cái thiên chức của người phụ nữ. Trong cuộc chiến với bệnh tật, đặc biệt là chống dịch COVID-19, những nữ nhân viên y tế không chỉ giỏi chuyên môn, tỉ mỉ, cẩn trọng trong công việc mà còn phát huy rõ nét bản tính dịu dàng khi làm nhiệm vụ. Đối với ngành đặc thù như ngành y, nam giới đã là vất vả. Với nữ giới, sự vất vả đó càng tăng lên gấp bội. Họ đã âm thầm cống hiến sức trẻ, tuổi xuân và đôi khi là hạnh phúc riêng tư của mình để hết lòng chăm lo cho công tác y tế, tận tình chăm sóc bệnh nhân, đau cùng cái đau của người bệnh, cùng chia sẻ những khó khăn với gia đình bệnh nhân. Nhưng chính niềm vui và đam mê sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giữ vững vùng xanh cho tỉnh nhà là động lực để các bóng hồng ngành y tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thử thách phía trước để đem lại niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc cho nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chuyên mục Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.